Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 15 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2021. Hôm nay tôi xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn sự khác biệt giữa kiếm Phan Chí và kiếm vàng Tây Ninh, để chúng ta biết cách phân biệt cũng như là né được một số những cái tình huống bị mất tiền oan hoặc là bị lừa. Cái phân biệt này khó phết đấy các bạn ạ, không đùa được đâu. Tôi phải tìm hiểu và tôi phải nghiên cứu mất mấy ngày tôi mới dám làm cái clip này đó. Tại vì khi mà tôi trong giàn nhà tôi nó nở ra được cây Phan Chí đó các bạn, cây này này, thì lại rất là trùng hợp nở ra được một cái chậu vàng Tây Ninh ngay trong đúng cái dịp luôn. Hai cây nở cùng một thời điểm mà hai cái chậu lại đặt sát nhau luôn. Thì tôi nghiên cứu và tôi thấy cái hoa nó giống nhau quá. Giống nhau đến một cái mức độ mà nhìn toét cả mắt luôn, không thể nào mà biết được cây nào là cây nào luôn. Nên là lúc đầu á là tôi không biết phải làm sao để chia sẻ và trình bày với quý vị. Dùng cái ngôn từ gì cho nó chuẩn, cho nó chính xác để nói, để quý vị phân biệt được một cách dễ dàng nhất. Dĩ nhiên là nhìn qua video clip thì nó hơi khó đấy ạ. Nhìn qua clip thì thật sự là hơi khó đó. Nhưng mà thôi, mình cứ làm. Và nếu mà quý vị thấy được cái góc độ nào hay thì quý vị có thể đúc kết ra và rút kinh nghiệm cho bản thân. Còn cái gì mà quý vị cảm thấy là nó chưa đủ thì có thể bổ sung cho tôi trong phần bình luận nhé. Đầu tiên thì xin mời các bạn ngắm hoa ở khoảng cách gần hai chậu đặt sát nhau và vòi hoa để gần nhau luôn. Bây giờ tôi sẽ nâng cái vòi hoa này lên. Tôi kéo lại gần cái vòi hoa của cây vàng Tây Ninh. Tôi để hai vòi hoa gần nhau luôn. Rồi, xin mời quý vị cùng thưởng thức và phân biệt. Nếu mà như thế này thì tôi cũng không biết được là có bao nhiêu người có thể nhận diện ra được. Quý vị và các bạn có nhận diện ra được không ạ? Nếu mà tôi không nói cây nào là cây vàng Tây Ninh, cây nào là cây Phan Chí, có bao nhiêu người nhận diện ra được ạ? Hai cái bông này ấy thì cánh đều bay nhá. Cánh đều bay. Cái lưỡi đều có một chút cái sắc hồng. Một chút sắc hồng của cái lưỡi. Lưỡi cũng quắp. Hoa cũng màu vàng với sắc vàng như nhau luôn. Thật sự là vàng như nhau luôn đấy các bạn nhé. Dĩ nhiên là cái cần hoa mới nở đây, cần hoa mới nở này thì nó sẽ nhạt màu hơn một chút xíu. Thì mình không thể đem một cái cần hoa vừa mới nở để đi so với một cái cần hoa đã nở được một tuần rồi. Đấy, đây là hai, đây là không có nắng này. Tôi che nắng đi để các quý vị cùng phân biệt. Mình có nhận diện ra được không ạ? Khó lắm đúng không ạ? Có thể nói là y chang luôn ấy. Đấy, từ cái độ cong của cái cánh đài dưới cho đến độ bầu của cánh đài trên, rồi độ bay của hai cánh vai. Cái màu thì bây giờ á, chúng ta cùng phân biệt này. Bây giờ mình sẽ phân biệt từ đầu tiên là từ cái cần hoa đi.
Tôi sẽ bắt đầu phân biệt từ cần hoa với quý vị nhé. Cái chậu này là chậu kiếm phan trí. Tên của cây kiếm phan trí này thì ngày trước ấy có rất nhiều tranh cãi. Người ta gọi là cây hoàng long, hoặc là cây hoàng sư phụ, hoặc là cây kiếm phan trí. Thì về nguồn gốc của nó đó là từ một cái khóm mà người ta chia ra cho mấy người. Sau đó thì nó sổ ra hoa rồi mỗi một người lại đặt một cái tên. Sau này thì công nghệ thông tin nó phát triển và truy lại cái nguồn gốc xuất xứ của cái cây này, thì người ta quyết định là gọi cái tên của cái cây kiếm phan trí, hay là cây hoàng long, hay là cây hoàng sư phụ này, gọi chung là cây hoàng phan sư, viết tắt là HPS, gọi là hoàng sư phụ đó, hoặc là hoàng phan sư. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn gọi là cây phan trí, nó dễ gọi hơn. Còn cái cây vàng Tây Ninh thì cũng loàn ngoằn phết đấy các bạn ạ. Đấy, có một số các cái nguồn thông tin nói về cây, nguồn gốc của cây cây này thì tôi thật sự bây giờ tôi cũng chẳng biết được nào một lần nữa. Nhưng về cơ bản thì nó chỉ có một cái tên là cây vàng Tây Ninh thôi. Đó, nếu mà nói về giá của cây, hai cái cây này thì chênh nhau khoảng tầm hơn 10 lần. Ví dụ như cây kiếm phan trí này, một cái cây này khoảng tầm 100 mấy chục triệu một cây, thì cái cây này nó chưa đến 10 triệu một cây. Đó, có nghĩa là giá trị của nó chênh nhau khá là lớn. Thì mà lúc mà tôi mua vào á, là giá cái cây này nó còn rẻ. Nhưng mà đến thời điểm mà giá nó cao nhất ấy, thì cây vàng Tây Ninh là 10 triệu một cây, thì cây phan trí này nó khoảng tầm 200 triệu một cây, chênh nhau đúng 20 lần luôn. Đấy là lúc giá cao nhất trong năm 2021. Thì cái thời điểm mà cao nhất ý, là một cái chậu này này, hai cây một mầm như kia, là 500 triệu một chậu. Còn cái chậu này là 6 cây, là 60 triệu. Đấy, thì giá nó chênh nhau đúng là 20 lần luôn. Nói đấy là nói về giá. Cái thứ hai ấy, là nói về cái cần hoa. À, đây là cái thứ ba chứ. Cần hoa của cây kiếm phan trí thì to hơn. To hơn cây vàng Tây Ninh các bạn nhé. Cần hoa của cái cây vàng Tây Ninh nó ốm hơn, nó bé hơn. Ví dụ như cái cần hoa này được khoảng 3 ly thì cần hoa này khoảng 5 ly. To hơn. Đó. Và cái cần hoa của cây phan trí thì thường là sẽ dài hơn cây vàng Tây Ninh. Đấy, thường là như vậy. Cần hoa của cây phan trí thường là nó sẽ thẳng. Nó sẽ thẳng một đường từ gốc cần cho đến là hết luôn, thẳng tắp luôn. Còn cái cây vàng Tây Ninh ý, thì nó có cái góc độ bị rích rắc hơn một chút. Đây này các bạn này, nó lắc qua bên này một tí, xong lắc qua bên này, lắc qua bên này, lắc, người ta gọi là rích rắc. Cần hoa bị rích rắc. Dĩ nhiên là cũng có những cái cần hoa nó thẳng như vậy này, nhưng đa số là sẽ bị rích rắc và nó ốm như vậy đấy. Đó. Rồi, cái tiếp theo đó là cái sự phân bố của bông hoa trên cái cần hoa. Thì cái sự phân bố của cái bông hoa cây phan trí là nó sát nhau hơn, nó khít hơn, nó gần nhau hơn. Còn cây vàng Tây Ninh thì đây này, các bạn nhìn nhé, chỗ này này, có những cái khúc nó lên đến tận 10 sen. Có những cái khúc này nó phải 7-8 sen. Nghĩa là hai cái bông hoa nó cách nhau rất là xa. Còn ở đây thì nó rất là đều các bạn ạ. 5 sen này, 2 sen rưỡi này, khoảng 4 sen rưỡi, 2 sen rưỡi, vân vân. Đấy.
Cái giọng miền Bắc nghe có buồn cười không các bạn? Thật ra gọi là rưỡi chứ. Đây, tôi cầm lên tôi chia sẻ các bạn xem cái vòi cần hoa cây phan trí này. Nhìn ở góc độ này nhé. Nhìn rất hay đúng không các bạn? Hết nắng rồi đấy ạ. Hết nắng rồi, bây giờ đang sấm chớp rồi. Chuẩn bị mưa rồi các bạn. Đây, cây vàng Tây Ninh này. Thật sự với các bạn là để làm được một cái clip như vậy ấy, nó không có khó, nhưng mà nó phải đủ duyên. Tại vì chẳng mấy khi mà mình có thể là có được hai cái chậu lan mà nó lại cùng nở một lúc để mà quay clip cả. Rồi, phần tiếp theo. Phần tiếp theo là nói về cái khuôn bông. Khuôn bông thì về màu sắc ấy là gần gần như nhau. Về màu sắc là gần như nhau nhá. Cho nên nếu mà nói về màu sắc ấy, thì miễn bàn đi. Rồi, tiếp tục. Nói về cánh. Thì các bạn nhìn đây này, cánh thứ nhất, bông số 1 của cây phan trí. Và bông số 1 của cây vàng Tây Ninh là bông này đây. Ví dụ lấy bông này đi. Đây tôi bẻ, bây giờ tôi phải hy sinh một bông vàng Tây Ninh để tôi cấu nó xuống. Lấy một bông nào mới. Tiếc quá nhỉ, bông nào cũng tiếc. Xót hết ruột các bạn ạ. Thôi, mình hy sinh bông này nhá. Bông để so sánh bông nào đi. Xem nào. Mà thôi, quyết định là không cấu đâu, phí lắm. Đây. Mình so sánh này. Cái lưỡi của cái cánh của cái bông phan trí này các bạn này, to hơn đúng không ạ? To hơn. Cánh vai này, hai cánh vai của cây vàng Tây Ninh nó bé hơn cây phan trí một chút. Nó dài hơn, nói về góc độ là nó dài. Cây phan trí thì nó bầu hơn. Đó. Nhìn xa một chút này. Thôi, vẫn phải cấu các bạn ạ. Không cấu thì nói chuyện này nó mang tính chất bốc phét quá. Đây. So sánh này các bạn này. Trên tay của tôi á là cầm cái bông vàng Tây Ninh nhá. Thì cái bông của cây phan trí là nó bầu hơn. Cánh bầu hơn. Rồi. Về màu sắc này, màu sắc thì y như nhau. Đúng không ạ? Cái lưỡi của cái bông phan trí nó to hơn bông vàng Tây Ninh. Các bạn công nhận không? Cái lưỡi nó loe to hơn một chút. Đây, tôi kéo xa ra một chút các bạn xem này. Tất cả những bông vàng Tây Ninh ý, cái lưỡi của nó là đều là thuôn. Thuôn đều. Đây, thuôn nhé. Thuôn này. Thuôn này. Còn cây phan trí này nó loe ra. Loe rộng ra này. Đó. Loe rộng ra này. Các bạn so sánh này. Đấy. Khác biệt không ạ? Rồi nhìn từ đằng sau này. Nhìn từ đằng sau thì thật ra chẳng có gì khác nhau cả. Đây. So sánh từ đằng sau nhé. Y chang nhau đúng không các bạn? Khó phết đấy các bạn ạ. Mua cái này mà cẩn thận không bấm nhầm một phát là coi như là bán nhà đi trả nợ luôn á. Đây. Nhìn nghiêng này các bạn này. Nhìn nghiêng. Nhìn nghiêng y chang nhau đúng không ạ? Đó. Nhìn nghiêng lại giống nhau đến thế chứ lại như hai anh em. Rồi đó. Nói chung á, là xét về khuôn bông của hai cây này thì có thể nói là 1 9 1 10 đấy các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Hai bông này đều là hai bông tuyệt vời trong làng kiếm. Phải nói là siêu đẹp trong những bông kiếm đột biến. Nói về bông, khuôn bông
màu sắc và lưỡi. Bạn nào mà chê được cái bông này thì thật sự tôi cũng chẳng hiểu luôn. Tại vì sao? Trong giàn của tôi hiện tại đang nở rất nhiều nhá. Đây này, vị hoàng này. Bên này là đồ long đao này. Bên kia là cây xanh Huế kìa. Rồi, mời các bạn đi ra ngoài này để ngắm một chút nữa. Ông có lại bảo tôi bốc phét nhìn ở góc độ thiển cận. Mình phải nhìn thật nhiều hoa kiếm để mình so sánh. Bông Lady Pink này các bạn này. Bông Lady Pink nhá. Rồi, tiếp theo là đến bông Flat này. Nhiều hoa lắm. Kiếm cái bông nào mới nở nhỉ? Đây, bông Flat này. Ừ, trên tay tôi đang cầm là cái bông vàng Tây Ninh các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đi ngắm kiếm ở đây này. Các bạn nhìn này, hoa này. Hoa dã man luôn ạ. Chẳng biết được bao nhiêu vòi luôn á. Cứ một chậu là 3, 4, 5, 6, 7, 8 vòi luôn. Dễ sợ không các bạn? Rồi, đây, hàng mắm này. Rồi, bên này là cây vàng, vàng Thái. Ôi thôi, gãy mất rồi. Ấn vào ngực cái gãy luôn. Đây, cây vàng Thái nhé. Vòi hoa phải nói là siêu rích rắc luôn. Đó, vàng Thái. Đây là kiếm lô hội các bạn nhé. Ủi kiếm năm nay trong giàn nhà tôi phải 1.000 vòi. 1.000 vòi hoa. Tôi cắt đi từ hôm giờ mấy xe rùa rồi. Đây. Ý tôi đang muốn chia sẻ với các bạn ở đây là mình phải có sự so sánh. Và mình phải nhìn nhiều hoa. Và mình phải có cái sự đối chiếu. Cây này cũng là cây lô hội đột biến này. Có cái sự đối chiếu thì nó mới khách quan được các bạn ạ. Chứ còn nếu mình chỉ nhìn có mỗi một bông thôi mà để phán thì nó sẽ không khách quan. Đây là bông hoàng hồng, cây hoàng hồng. Một cái khóm hoàng hồng siêu to khổng lồ luôn. Hoa không có nắng thì nó hơi tối màu chút. Nhưng về cơ bản thì cái hoàng hồng này cũng là một cái bông cũng đẹp. Vòi hoa dài 1,5 m. Khủng khiếp luôn về vòi hoa. Và càng gần gần đến lúc mà nó tàn thì nó càng chuyển sang màu cam. Bông nó chuyển sang màu cam luôn đấy các bạn. Thì cây hoàng hồng này thời gian gần đây nó cũng đang làm mưa làm gió. Cũng rất là nhiều người đang săn. Cây này đẻ siêu khủng luôn, đẻ siêu khủng khiếp luôn. Đấy, nếu mà chăm mà đạt thì một cái củ nó có phải to bằng bàn tay luôn này các bạn. To hơn luôn ý. Rồi bản lá này. Đấy. Một cây một năm nó đẻ ra khoảng tầm 7 cây đến 10 cây là bình thường. Dĩ nhiên là nói về góc độ đẻ thì kiếm vàng Tây Ninh và kiếm Phan Chí không thể nào đẻ mạnh, khỏe, được đẻ nhiều, đẻ sung bằng cây hoàng hồng được. Nếu mà anh em nào đang ở cái tầm gọi là tầm trung hoặc tầm thấp mà muốn làm kinh tế thì nên mua cây hoàng hồng về làm kinh tế, nó đẻ dã man lắm. Còn ví dụ như bỏ ra 500 triệu đến 1 tỷ mua một chậu Phan Chí về trồng, cái bụp phát nó chết luôn. Là coi như là nói chẳng phải nói chứ có khi là đi cắm đất luôn đấy, ăn mày luôn. Nó cũng phiêu lắm đấy các bạn ạ.
thì tôi lan mản bên ngoài một chút xíu như vậy để các bạn thấy được là nói về khuôn hoa, nói về màu sắc, về cần hoa thì đúng là cây vàng Tây Ninh lại và cây Phan Trí là hai cây đỉnh cấp đấy, tuyệt vời luôn ạ. Hơi bị đã luôn, nhìn từ trên xuống cũng thấy phê nữa các bạn nhỉ. Này đó, như vậy là tôi đã nói xong về cái khuôn bông nhá, nói xong về khuôn bông rồi nhá. Có cần chốt lại không các bạn? Chốt lại một chút nhá. Cần hoa của cây Trí ấy, to hơn, dài hơn, phân bố bông ở trên cần hoa là đều hơn, ngắn hơn, hài hòa khít hơn. Rồi cánh của cái bông Phan Trí to hơn, lưỡi to hơn, xòe hơn. Và thẳng hơn. Đấy. Nhưng mà nói về góc độ đẻ thì hình như là cây Phan Trí đẻ không sung và không khỏe bằng cây cây vàng Tây Ninh được. Cây vàng Tây Ninh nó đẻ dã man lắm các bạn ạ. Rồi, bây giờ lại nói về củ này. Củ của cây vàng Tây Ninh nó thuôn hơn, nó thuôn dài này. Đây nhá, củ nó thuôn này. Còn củ của cây Phan Trí nó lại tròn. Đây các bạn này, tròn. Khi mà nó đã, củ nó đã thành thục rồi á, là nó tròn. Thì bây giờ nếu mà giả sử như trong vườn mà chỉ có một cây Phan Trí và một cây vàng Tây Ninh thì nói như thế có khi các bạn lại bảo tôi so sánh nó hơi ít quá. Bây giờ tôi sẽ mời các bạn tiếp tục ngắm những cây vàng Tây Ninh khác nhé. Đây, vàng Tây Ninh này. Củ thuôn. Một vàng Tây Ninh. Đây, hai vàng Tây Ninh. Ba vàng Tây Ninh. Củ này là ra hoa rồi nhá, thành thục rồi nhỉ, củ nó dài. Củ nó dài này, nó cao ấy, củ nó cao mà nó lại không có tròn mẩy lên như thế kia. Có nghĩa là cái mông của nó đó, cái độ căng của mông á là không căng bằng cây Phan Trí. Đó. Thì trong vườn tôi nhiều vàng Tây Ninh lắm. Cũng phải mấy chục cây ấy. Đây nữa, vàng Tây Ninh này các bạn này. Đấy, cái củ nó đó. Hay vàng Tây Ninh đây này. Cái củ này, dài. Và cái củ của vàng Tây Ninh này nó đẻ dã man luôn. Các bạn xem nhá. Một, tôi trồng một cây nhá. Có 6, 7, 8 tháng thôi nhá. Từ một cây này. Bây giờ đẻ ra thêm này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đây nhá. 5 này, 6 này. Chuẩn bị thêm một cái nữa, 7 này. Bên này nữa là 8 này. Có nghĩa là từ 1 thành 9 chỉ trong vòng có 7, 8 tháng gì đấy. Có hoa tại chậu rồi các bạn nha. Tôi quay clip, 2 clip về chậu này rồi đó. Hoa đây này. Vòi hoa đây. Đấy. Nghĩa là mức độ đẻ của cây này nó tốt lắm. Nhưng mà cái mông của nó thì không đẹp bằng cây Huế với lại cây Trí. Đây, mời các bạn ngắm mông Huế. Đây, ngắm củ đi ha. Dùng từ củ đi cho lịch sự chứ ngắm mông này nghe có vẻ nó bựa quá. Đây. Huế nha. Mông Huế căng này. Rồi đây, em này còn căng nữa. Siêu căng luôn. Đấy, đã chưa? Đây là Huế nha các bạn nhé. Huế này. Đấy, củ của em Huế, mông của em Huế rất là căng. Căng đen luôn. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ ngắm cây cây Trí tiếp này. Ở đây là 4 chậu Trí.
Đây chậu thứ nhất nha các bạn nha. Củ này tròn, căng, mẩy. Để được hai cây. Tôi cho nó chổng mông lên trời như vậy để cho nó đẻ, sau này mình dễ tách. Đây nhé các bạn nhé, nhìn này, nhìn xa một chút, dễ tách. Còn cái chơi cây này thì nó lại hơi ngược một chút, nhưng mà nhỡ rồi, tại vì lúc đầu nó đã mọc mầm rồi. Các bạn thấy cái củ nó không ạ? Củ nó ngắn hơn này nhá. Từ gốc lên đến gốc lá, từ cổ rễ lên gốc lá là nó ngắn hơn, căng hơn. Đây, nhìn cái cây này nó hơi vặn một chút, nhưng mà nhìn cũng sẽ rõ hơn này. Đó. Như vậy thì chốt lại một cái ấy, là củ của cây chí là căng, tròn và ngắn hơn. Còn củ của cây vàng Tây Ninh là thuôn, dài và nhỏ hơn. Được chưa? Đây, củ thuôn dài, cao, nhỏ hơn. Tôi đang nói những củ trưởng thành nhé các bạn. Còn nói về mầm thì chịu. Nó vừa mới nảy cái mầm lên đã tách nó ra rồi thì sư phụ của tôi cũng không thể nào phân biệt được luôn á. Rồi nói về đầu lá. Nếu mà chỉ nhìn vào đầu lá để phân biệt cây gì với cây gì thì chịu luôn đấy các bạn ạ. Đây này, các bạn nhìn nhé. Cái đầu lá này này và đầu lá kia kìa, y chang nhau luôn. Không thể phân biệt được đâu. Cho nên ở góc độ đầu lá để mà phân biệt là cây gì với cây gì này là không được nhé các bạn. Cái nữa là nói về độ dài của lá. Thì thường á, thường thôi nha, là cây vàng Tây Ninh lá nó dài hơn và nhỏ hơn, đấy là thường thôi. Tuy nhiên là cũng có những cây vàng Tây Ninh lá nó cũng ngắn và cũng rộng, cho nên là khó lắm. Ví dụ như về vào vườn của tôi luyện cây vàng Tây Ninh này các bạn này. Đây, trong vườn nhà người ta nhá, lá nó cao khoảng tầm 2, 4, 6, 70 sen. Lá của người ta là dài 70 sen. Về dàn nhà tôi á, thì bây giờ nó chỉ dài 40 sen thôi. Và nó cũng rất là rộng. Như vậy nếu mà để mà dựa vào cái lá mà phân biệt được là cái cây vàng Tây Ninh với cây phan chí là chịu đó. Cho nên các bạn đừng có bao giờ đặt câu hỏi, chụp hình xong gửi tôi hỏi anh ơi cây này cây vàng Tây Ninh hay là cây phan chí nhá. Tôi không biết đâu ạ. Nếu mà dùng tay mà sờ á, sờ xong rồi vuốt, mân mê, đấy, thì lá của cây vàng Tây Ninh nó mỏng hơn cây chí các bạn ạ. Mỏng hơn hẳn luôn á. Lá cây chí nó dày và nó cứng lắm. Dày cui luôn đấy, rất là cứng. Đây các bạn nhìn này. Còn lá của cây vàng Tây Ninh này, biên độ dao động nó lớn hơn đúng không ạ? Nghĩa là nó mềm hơn. Cây vàng Tây Ninh nó mềm hơn. Và lá nó dẻo hơn cây chí. Cây chí lá dày nhá. Nhưng mà bây giờ nói như thế thì làm sao các bạn phân biệt được đúng không ạ? Phải sờ mới biết được. Mà phải sờ cả hai loại lá thì mới biết được. Rồi bây giờ lại nói về cái củ nữa này. Cái này mới quan trọng này. Các bạn nhìn quan sát cái cấu trúc nhé. Từ cái củ nhé, xong rồi ra lá này, nó tách ra hẳn luôn. Tách ra hẳn luôn. Thế là cái khe giữa các cái lá, khe giữa các cái bệ lá là rất là rộng. Cứ vô tư mà coi như là nhìn xuyên qua luôn. Còn cây vàng Tây Ninh thì khác lắm ạ. Cây vàng Tây Ninh thì nó rất là khít. Nó lại không có cái kiểu ôm bóp vào cái củ, cái bệ lá không kiểu bóp vào cái củ, sau đó nó phân khai, phân ly ra khỏi cái củ. Nói thế các bạn có hình dung được không nhỉ? Ừ, đây, nhìn đây nhỉ, đây ạ. Nhìn đây rõ hơn này. Nghĩa là cái cây phan chí đó, cái bệ này này, nó bóp khít vào luôn. Nó bóp đây nhé, đây hở này, hở này. Nhưng nếu mà là cây phan chí thì cái này nó bóp khít vào luôn, ôm sát vào cái củ luôn. Sau đó nó lại phân ly ra, phân khai ra.
nó tách ra chỗ này nó phải hở ra như vậy này, phải hở hoác ra như vậy này thì mới gọi là cây phan trí. Đó. Thế thì cũng khá là rõ rồi đúng không các bạn? Còn về màu sắc lá, màu sắc củ thì như nhau thôi, chẳng khác gì cả. Đấy, tuy nhiên cũng có những thỉnh thoảng cũng có cây vàng Tây Ninh là nó cũng hơi giống cây chí này. Đây nhá, củ này là củ vàng Tây Ninh này, nó cũng hơi bóp bóp vào vĩnh, dĩ nhiên nó vẫn còn hở đây các bạn, hở này. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một cái cây chí bé. Cây chí còn nhỏ này, bẹ nó bóp khít vào luôn nha, bóp khít vào nha, củ tròn, sau đó nó xòe ra. Đấy, và các bạn quan sát kỹ các bạn sẽ thấy này, nhỏ 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 này, sau đó to dần to dần to dần to dần. Cái lá này ấy, thì nó giống như là cái quạt đấy các bạn, nhỏ này to dần to dần to dần, nhỏ to dần to dần, có nghĩa là giống như cái quạt. Đây, mời các bạn xem nó kỹ luôn. Đây nha, nhỏ này, to dần to dần to dần to dần, nhỏ này to dần to dần, nghĩa là nó cứ to dần lên, càng lên trên càng to. Đấy, cả lá kia cũng vậy, lá kia cũng vậy. Còn đây, nhìn lại một lần nữa cây phan trí nhé các bạn nhé. Cái phan trí này, ở gốc của lá nó nhỏ này, xong rồi to dần to dần to dần lên này. Đó. Còn cây vàng Tây Ninh ấy thì nó cũng thế thôi, nhưng mà nó khác một chút là cái mức độ mà to dần đều của nó không thể nào mà đang từ bé xíu mà to oạch lên như vậy được. Nó giống như cái côn hơn là cái quạt. Đây, mình sẽ nhìn một cái chậu khác cho nó kỹ đi. Đây, nhìn chậu này nhé, chậu vàng Tây Ninh này, các bạn quan sát kỹ nha, nó to lên này, xong rồi nó hết to rồi nó cứ dài 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 này, nó to lên này, hết to, nó dài 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 này, rồi nó to lên rồi dài 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 này. Đó, nghĩa là nó giống cái côn, nó giống một cái cây gậy ấy các bạn. Đấy, chứ nó không phải là nó giống cái quạt. Thì cái này nó chỉ tương đối thôi, chứ nó không thể nào chính xác 100% tất cả các cây được, nhưng mà nó đa số là như vậy. Đấy, thì trong một cái video clip nó hơi cồng kềnh, có thể nói là một pha xử lý hơi cồng kềnh của tôi, có thể là mang lại cho quý vị một góc nào đó, một chút xíu một góc nào đó về nhận diện cây, so sánh cây và phân biệt cây. Thật ra thì cũng có những cái củ đặc trưng, ví dụ như củ này mà tách ra một phát là biết ngay cây chí này. Nhưng mà có những cái củ kia, củ này này, củ đằng sau này, củ đằng sau này mà tách ra mà bán ý, nói là cây chí thì 50% tin là cây chí, 50% nói không phải cây chí cái củ này nhá. Còn cái củ này mà tách ra mà bán ấy thì 90% nói là chí, 10% nói không phải chí. Đó. Cho nên để phân biệt được một cái cây nào là cây chí và cây nào là cây vàng Tây Ninh thì quý vị phải nhìn cả hoa, cần hoa, khuôn hoa, lưỡi, màu sắc, rồi thân, củ, lá, cấu trúc của lá, cấu trúc của củ, vân vân, thì mới có thể khẳng định được. Ngoài ra thì tôi cũng nói thêm bên ngoài một chút với các bạn là có rất là nhiều cây kiếm mắm thôi, nó giống cây chí và giống cây vàng Tây Ninh y chang luôn.
các bạn nhé, cây mắm đó mà giống cây chí và cây vàng Tây Ninh y chang luôn, cho nên các bạn ấy rất là phải cẩn thận khi đi mua lan. Hôm nay tôi chỉ chia sẻ để phân biệt giữa cây chí và cây vàng Tây Ninh thôi. Tại vì thời gian vừa qua rất là nhiều người lấy cái hoa này và lấy cái cây này đi lừa đảo là cây chí. Mua vào có 7, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu mà bán một phát lên 2, 300 triệu một cây. Xong rồi biến mất luôn. Rất là nhiều người bị lừa, dù là nhìn hoa, nếu mà tôi chỉ chụp mỗi cái hoa bên này, bên cái vàng Tây Ninh này mà đăng lên rồi là đây mời các bạn ngắm là kiếm phan chí. Và với cái thương hiệu của tôi thì tôi khẳng định với các bạn là 99% người chơi lan là bị lừa. Tôi không dám nói mọi người, tất cả mọi người đều bị lừa, nhưng phải 99% bị lừa. Và nói thật lòng một cái đi, nếu mà các bạn mà nếu mà giả sử như tôi chụp hình một cái hoa như này, hoa cây vàng Tây Ninh như này, mà tôi chụp tôi đăng lên trên Facebook, tôi nói là mời các cụ ngắm kiếm phan chí nhà em nở, thì tôi khẳng định với các bạn là sẽ không biết bao nhiêu người vào bình luận ui ui chí đẹp quá, hoàng long đẹp quá, vân vân các kiểu, đúng không ạ? Đấy, thì cái này là rất quan ngại đấy, không phải đơn giản đâu ạ. Hôm nay tôi không chia sẻ với các bạn cái cách phân biệt giữa cây mắm với cây chí và cây vàng Tây Ninh nhé. Hình như có một clip khác rồi. Và thực sự với các bạn là cây mắm với lại cây chí cũng có nhiều cây giống nhau lắm. Và cũng có nhiều cây giống cây vàng Tây Ninh lắm. Cho nên hãy cẩn thận. Trời mưa rồi, tôi phải đi chạy cơn mưa đây. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video clip sau. Mong rằng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía quý vị và các bạn. Các bạn hãy like đi, dành cho tôi một cái like để ủng hộ tinh thần với. Chứ tôi thấy là nhiều dislike quá. Rồi tôi thấy có nhiều người chửi tôi quá trời à. Thì tôi nói đúng mà toàn chửi không à. Hay là mình, mọi người nghĩ mình nổ. Hay là mọi người nghĩ mình đang làm một cái gì đó vì mục đích gì đó. Hay là gây lan tức ởi tôi không biết. Nhưng mà quý vị nào mà là fan của kênh và là người ủng hộ tôi thì mong rằng hãy bình luận và like video. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong các clip sau.